cái sự kết hợp giữa Game với Linh như thế nào để cho cái MV này nó vừa mọi người không cảm thấy nó khó chịu và coi thế thật lên, thì cái ý tưởng mà để bắn lên cái đó để nhận được cái vật phẩm là chính là, thì Linh thì không biết là mọi người chia sẻ kỹ thêm về cái ý này trong cái kịch bản. Xin cảm ơn. Thì chắc là cái câu này thì sẽ hợp lý với em với Nhu trả lời đúng không? Thì thứ nhất là em xin phép được trả lời trước một vài ý. Thì khi mà mọi người thấy rằng là bây giờ mà em đưa dầu ăn mì tôm vào đây thì mới là kỳ đây này. Tại vì đây là một cái lễ hội và các trò chơi dân gian, tất cả các trò chơi 4.0 và những cái trò chơi mà đang hot cực kỳ bây giờ. Thì cái sự hợp lý nó rất quan trọng. Hợp lý ở đây nó khiến cho nó có mang tính thuyết phục hơn. Và ngay từ đầu thì nó không phải là kịch bản dành cho PUBG như nhiều người là thấy tiền vì là đẻ ra kịch bản. Bọn em không làm thế. Bọn em tìm những người đồng hành hiểu chuyện. Và thế là cái đại tiệc Game này, đại tiệc tất cả những trò chơi dân gian này, và ở thời điểm hiện tại thì người ta gọi trò chơi là Game đấy. Thì nó cũng có những sự giao thoa, nó cũng có những cái mà phản ứng với hiện tại bây giờ. Nó cũng có những cái nó rất là em rất là thích cái cách mà mình phản ứng mọi thứ giữa ngày xưa và bây giờ. Thực ra cũng có những cái điều mà nó khác, nhưng có những cái điều mà nó cũng có sự giao thoa, nó rất là giống. Khi mà chọn một cái độ, nếu bây giờ mà những nhãn hiệu khác mà có nói là muốn tài trợ Duyên Âm thì em sẽ bảo là có bài này phù hợp này, làm cùng thì làm với nhau đấy, đặt bạn vào đúng chỗ, cả bạn với mình cùng tỏa sáng. Thì tại sao bạn phải cố ép vào đây làm gì? Thì em luôn có một sự tư vấn, bởi vì không có nhà tài trợ, em vẫn là người luôn luôn sản xuất được music video của mình. Thì em chỉ chọn những người bạn người ta hiểu mình thôi. Thì lần này là may mắn cho em, bởi vì đúng thật là bọn em cũng vất vả lắm ạ. Trong suốt một năm mà không biết là phải tiêu tốn bao nhiêu. Mình không nói đến vấn đề vật chất, tại vì em hạn chế, chưa bao giờ thấy một cái buổi họp báo nào mà em để đạt làm bao nhiêu tiền. Còn 10 năm nay em đã tiêu tốn bao nhiêu tiền cho sự nghiệp, chưa bao giờ em nói. Nhưng mà đúng thực là vất vả lắm. Thì có những người bạn là tốt, và em mong là em sẽ càng ngày có nhiều, càng nhiều những người bạn hơn nữa. Thực sự là như vậy, bởi vì đúng là cái này là tâm sự sâu này, mong các anh chị không viết lại báo. là cũng hơi kể khổ một tí, là ngày xưa làm gì có chuyện nhà tài trợ nào hay một nhãn hàng nào đụng đến cái tên Hoàng Thùy Linh ạ. Đúng không ạ? Em khổ lắm. Và tiền đi cầy nó cũng đốt hết luôn. Thì em nghĩ rằng là nếu như sau rất nhiều những năm tháng cố gắng mà mình có những người bạn, thì em nghĩ mọi người sẽ chúc mừng cho em, đúng không ạ? Chị hỏi một câu nha Linh. Dạ, cái này hồi nãy chị muốn không quan tâm tới cái khâu kịch bản, tại vì chị rất ấn tượng với những cái MV của Linh, nó luôn luôn lúc nào cũng là một cái phim ngắn, rất là cái chất dân gian nó rất là dữ dội trong đây, nhưng mà không có dễ hiểu, không phải là người nào cũng hiểu được đâu. Thì ai là cái người mà ý tưởng để tất cả chấp nối thành một kịch bản, mà thường trong cụ thể là trong cái MV này là một. Nhưng mà ở đây chị có thắc mắc một cái, trong nó liên quan tới cái tên của cái MV của em, đến cái tính mà gọi là em cho là mình tâm linh á, trong cái từ thường á là Duyên Âm á, thì đương nhiên cũng không phải là cắt Duyên Âm á, thì theo chị biết á, nhân gian từ xưa tới giờ đến những cái ngôi chùa có những ông thầy trụ trì, người ta có những cái gọi là những cái năng lực lớn, thì những có thể làm những câu chuyện đó hơn là những thầy cúng đấy, hay là tất cả gì đến mà hướng từ tâm linh để nó phát xuất ra cái kịch bản. Thì có bao giờ trong khi mà em làm cái MV, em có đi tham khảo cái đó, và cái yếu tố mà để mà nó kết nối giữa cái tính mà dân gian mà thực sự về tâm linh của đời sống mình với cái tính chất mà nó qua cái ngẫu hứng mà vui vẻ của em á, nó có một yếu tố nào nó liên quan hay không? Chắc trả lời đúng không vào câu đầu tiên. Thực ra thì em với Nhu Đặng là thứ hai chị em cũng tự dưng thế nào duyên nghiệp gặp nhau 2019 là đã hành nhau ra vã luôn. Thì em với Nhu được cái là khi bản sáng tạo rất hợp nhau. Thì cái ý tưởng này nảy ra sau những trận gọi là tranh cãi tích cực. Nghĩa là tụi em luôn tranh cãi, tụi em không bao giờ tránh tranh cãi cả, nhưng mà tụi em xây dựng trên cái nền móng là tranh cãi tích cực.
lắng nghe. Tức là anh nghe không được đâu, nhưng mà cái này này, cái này thế là tự dưng một lúc nào đấy bọn em đã hình thành nên một cái kịch bản này. Đấy là sự tranh luận giữa ý tưởng ngay từ kể cả Mỹ hay tất cả mọi thứ thì em với Nhu là đã ngồi với nhau và hai người chính là cái người mà đẩy ra ý tưởng sáng tạo này cùng với nhau. Thì bản thân Nhu cũng là người mà em phải cảm ơn, bởi vì rõ ràng khi mà cái ý tưởng sáng tạo này được nảy lên thì Nhu và biên kịch của Nhu này đã xây dựng lại nó tốt hơn rất nhiều. Lúc đầu thường là bọn em chỉ nảy ra những cái idea thôi, những cái mà gọi là cái cốt. Và sau đó thì làm sao để tạo thành một cái điều như này thì phải cảm ơn Starling rất nhiều. Và cá nhân Nhu nói riêng và Starling nói chung chính là người mà đồng đội mà một trong những người mà đã mang lại thành công cho em trong năm nay. Và thực sự là phải đa tạ. Và cái câu thứ hai, cái câu này thì Nhu nói tiếp nhỉ? Câu về duyên âm. Cái tên duyên âm. Chị đang hỏi là cái duyên âm mà nó dính tới cái vấn đề mà cái cốt lõi ở dân gian của mình, mà khi mình vấn đề cách duyên âm mà nó không đi qua cái yếu tố mà chùa như mình dân gian ta từng làm, thì toàn bọn em dựa trên cái cơ sở để làm thì tính kết nối. Ok, em nghĩ nhá. Em thì thực ra nếu mà mọi người đã tham dự rất nhiều buổi họp báo của bên bọn em thì cũng hiểu là tất cả những cái điều mà em làm ấy, thì thường là nó không phải là một cái sự tìm hiểu rằng là bây giờ trào lưu nó như vậy hay làm sao đó cũng là đấy là bước tiếp theo, còn nó phải là những cái mà thực ra là nó đã ngấm ở trong em rất nhiều năm sống rồi. Có nghĩa là ngay từ bé mình đã được hiểu là mình sinh ra ở ngoài Bắc Bộ, những cái tục, những cái từ ngày xưa, những cái thờ cúng hay là tất cả những cái điều mà hướng về ông bà, những giá trị lễ hội nó là quây quần, nó là sum vầy. Và bọn em đã trải qua nó và học trong những cái ngôi trường mà được gọi là thấm nhuần đấy ạ. thì sau này nó đã ngấm vào máu tụi em rất nhiều, ví dụ như là DOP hay là quay phim bạn Đức Bi, Minh Cu, rồi Nhu Đặng, rồi anh Hoàng Cu, rồi Bê Táp, rồi tất cả những người đó là họ đều có những cái môi trường sống nó đầy tính văn hóa, họ được thấm nhuần nó từ bé. Và khi mà tụi em, đương nhiên tụi em không hoàn hảo, không có ai là hoàn hảo, nhưng khi tụi em gặp được nhau tụi em lại biết lắng nghe nhau nữa. Thế là tụi em bắt đầu đóng góp cho nhau, bắt đầu ở cái gì bạn biết này, ơ thì cái này tớ lại biết hơn bạn, cái kia bạn biết hơn tớ. Thế là cứ thế nói chuyện với nhau tâm sự, thế là và thế cuối cùng thì cái sự đóng gói này nó không phải của riêng ai cả, nó là kinh nghiệm của tất cả tụi em, từ đời sống, từ những điều mà bố mẹ ngày xưa đã cho đi học, những cái điều mà mình đã trải qua trong những cái cuộc đời riêng của mỗi đứa, và tạo nên cái điều như ngày hôm nay. Và bọn em thì thực sự là bọn em có một cái yếu tố là bọn em rất quyết liệt, nhưng mà lại không phải là quyết liệt để nâng cái tôi mình lên cao nhất, mà bọn em rất quyết liệt để hạ thấp nó nhất có thể để tạo nên được một cái chung tốt nhất. Thì em vẫn biết rằng là nếu như ai ở ngoài kia có hiểu biết hơn nữa, em vẫn mong là họ sẽ hợp tác với em, họ sẽ đến đây cho em biết thêm kiến thức, xây cho em thêm rất nhiều những thứ, chúng mình cùng xây với nhau để tạo ra những cái điều đó gì đó, tạo ra một cái chung tốt hơn, bởi vì team bọn em vẫn đang thiếu người. Mới đây gói gọn ở trong cái văn hóa của Bắc Bộ, cho dù là Mỹ thì là vùng Tây Bắc, tứ phủ cũng là văn hóa của miền Bắc, cho đến duyên âm cũng là mái đình của miền Bắc. Thì với những cái ví dụ đi, chị Linh có thể quay những cái MV khác cho Hoàng nữa, thì chị có bao giờ nghĩ đến việc mà đưa những cái văn hóa khác vào chứ? Ví dụ như em nghĩ với nếu như là kiểu ca kiểu kè mà đưa kiểu như là cung đình Huế vào thì nó cũng khá là ok đấy. Em cảm ơn chị Linh nhiều. Trừ khi tấm cám sống ở cung đình Huế. Nhưng mà nhớ em không biết là mọi người có thể có hợp lý không. Thực ra là đúng cái câu hỏi này cũng chính là cái sự trăn trở của Linh cùng với đồng đội lâu lắm rồi. Thì suy cho cùng thì là bản thân là mình chỉ đang cần thời gian để tìm hiểu hơn nữa. Vì suy cho cùng thì bản thân Linh không muốn làm cái gì đó mà nó trở thành cái cỡ
hoặc là mình làm cái gì đó mà mình lại ẩn dưới cái suy nghĩ gọi là ờ tôi sáng tạo đấy nhưng mà thực ra tôi chả hiểu gì cả. Em không muốn trở thành như vậy. Thì chính vì thế nên là những cái năm gần đây đang nghiên cứu nhiều hơn về văn hóa ở miền Trung này, miền Nam và rất nhiều những nơi khác nữa ở trên đất nước mình. Và thực ra cái MV này nó cũng không hẳn là đương nhiên, nó mang nhiều tính bóc bộ hơn bởi vì đấy là nơi Linh sinh ra. Đúng rồi, nhưng mà không có nghĩa rằng là Linh chỉ giới hạn nó ở đấy đâu ạ. Và mong rằng là có thêm nhiều những cơ hội để hiểu biết hơn về cái miền văn hóa khác như là cái nơi mà Linh đang sống là tại Sài Gòn. Những năm gần đây thì Linh cũng đã hiểu thêm được nhiều điều ở đây và Linh bắt đầu tìm hiểu những văn hóa ở xung quanh đây và cũng nói với Nhu Đặng rằng là sẽ cần thêm thời gian. Nhưng mà đúng là đó cũng là một cái trăn trở của Linh và đó cũng là một cái mà thú vị Linh cũng muốn chinh phục. Và Linh cũng muốn mang một cái điều gì đấy thực sự trân trọng đến những cái nếu như mình có thể hiện ở trên những cái tác phẩm của mình thì mình cũng phải mang một cái sự trân trọng, một cái sự tôn trọng, một cái sự giới hạn mà nó đủ cao để mình cái sự hiểu biết ấy nó phải đủ thì mình mới làm ra những cái sản phẩm nó mang tính thuyết phục hơn. Còn mình thì mình không dám ẩu nhưng đó cũng là ước mơ của mình là mình sẽ hay cố gắng tìm hiểu học hỏi hơn nữa thì mình sẽ mở rộng ra được cái nhiều nơi hơn nữa, cái sự sáng tạo nó cũng sẽ bởi vì thực ra là cái ca khúc Duyên Âm này nếu mọi người để ý kỹ thì nó cũng là cái tính thời trang, nó cũng đã lồng ghép rất nhiều những cái vùng miền, có những bạn ấy bạn đội khăn đống này rồi là khăn dằn rồi nghĩa là có Nam Bộ cũng có nhưng mà là có là những người bạn và mình mời những người bạn đấy đến nhà mình chơi, chứ thực ra là mình chưa đến nhà bạn ấy để khai thác đấy. Thế thì từ từ tôi sẽ đến nhà bạn chơi để khai thác. Ok.